bác khách mới lấy lại em này và mắc một vấn đề là vòng tua xe nhảy liên tục, hay anh em còn gọi bệnh này là vòng tua máy không ổn định. Ngoài ra bệnh càng ngày có xu hướng càng nặng hơn, nhiều lúc đạp bị hụt ga như trong ảnh mà bác ý có nhắn tin cho mình. Sau khi lấy em này xong, bác qua làm bảo dưỡng gầm và bảo dưỡng lại xe. Mình đã cho vệ sinh và đặc biệt là thay buji xịn và kết quả như bác khách mong đợi. Vòng tua máy đã ổn định, máy chạy thoát hơn, cảm giác sung sướng đã quay lại với bác ý. Mặc dù clip này không có gì nổi bật, song anh em cố gắng xem hết clip, chỉ có hơn 1 phút thôi, để tham khảo ca này nếu chẳng may xe anh em có mắc phải. Có gì nhắn tin cho mình để được tư vấn cụ thể nhé.